Hôm nay đi rừng nha, rừng hái dâu cho anh em xuyên việt vlog à. Xa quá anh em đi không được. Mình đi hái về cho anh em làm video. Ăn được mà. Cũng tạm được, đau chua rồi đúng không? Ăn được. Từ từ chút nó thiếu chai. Vô rừng nha các bạn, ăn ngon lắm nha các bạn ơi. Khung cảnh rừng già. Đây là dâu giang xanh. Quay tôi lộn đều lộn dầu. Nó là như thế này. Đừng quay mặt nha, đừng quay mặt nha. Từ này mới thấy trái như nào vậy? À, nó là như thế này. Chế từ cái mặt ra được. Ăn được. Chưa chín mà cũng tạm được chứ không chua mấy.